Xin chào hai em. Xin chào thầy, em tên là Nguyễn Vũ Huy. Hôm nay em xin trình bày bài tập 7. LCD viết chương trình hiển thị nội dung. Trên LCD dòng 1 là hiển thị họ tên và dòng 2 là đếm giờ phút giây. Thì phần mạch của em thì gồm có một con bít 16S887. 4 chân của LCD là từ D4. Bốn chân của con LCD là từ D4 đến D7 sẽ nối vào RD4 đến RD7 của chân con bit 16887. Chân RS của LCD sẽ nối vào RE0. Chân viết là sẽ là nối vào chân RE1 và chân enable sẽ nối vào chân RE2. Và cấp nguồn cho LCD. Về phần lưu đồ thì ban đầu thì sẽ là begin, bắt đầu thì ban đầu sẽ là khai báo biến và cấu hình các chân. Hiển thị tên luôn luôn là hiển thị tên dòng 1. Tiếp theo là bắt đầu ban đầu thì giây phút giờ tất cả cả ba đều bằng 0. Nếu mà giây ban đầu bắt đầu là giây đếm lên, và nếu mà giây lớn hơn 59 thì phút sẽ đếm bắt đầu đếm lên, đếm cộng 1 lên và giây sẽ trở về 0. Nếu mà phút lớn hơn 59 thì phút sẽ giờ sẽ được cộng lên 1 và phút sẽ trở về xuống 0. Và nếu mà giờ thì lớn hơn 23 thì giờ sẽ quay lại từ đầu, giây bằng 0, phút bằng 0 thì giờ bằng 0. Cuối cùng là kết thúc phần lưu đồ. Về phần có thì ban đầu thì sẽ khai báo là ông bit 16887, khai báo hạch anh, delay là 80 ms, khai báo các chân nối và nối từ con bit 16887 đến chân đến con LCD. Thì từ chân enable của LCD sẽ nối vào chân E2 của con bit 16887. Chân RS của LCD sẽ nối vào chân E0 của con bit 16887. Chân RW của con LCD sẽ nối vào chân E0 của 16887. Các chân data thì data 4 của LCD sẽ nối vào chân D4. Chân data 5 của LCD sẽ nối vào chân D5. Chân data 6 sẽ nối vào chân D6 và chân data 7 sẽ nối vào chân D7. Tiếp theo là khai báo thư viện của LCD. Ban đầu thì sẽ khai báo 3 biến là biến giờ, biến phút và biến giây. Và phần chương trình chính là ban đầu thì sẽ đặt cho biến định bọt D bằng 0, bọt E bằng 0. Và sau đó tiếp theo là phần ba dòng cuối này là ba dòng hiển thị tên họ ở dòng thứ nhất. Thì LCD go to FE 11 có nghĩa là hiển thị bắt đầu từ cột 1 hàng 1 của LCD. Thì sẽ hiển thị tên họ của em. Tiếp theo là dòng thứ hai là sẽ đếm giờ, phút và giây. Thì ban đầu sẽ tạo một vòng lặp. Giây sẽ đếm lên. Nếu giây bằng 60 thì giây sẽ trở về 0 và phút sẽ đếm lên. Nếu phút bằng 60 thì giờ sẽ đếm lên và phút trở về 0. Và nếu giờ bằng 24 thì giờ, phút, giây và đều bằng 0. Hiển thị giờ phút giây thì sẽ hiển thị ở chân ở dòng thứ hai, và bắt đầu ở cột thứ một của ở thứ một của LCD. Thì chúng ta sẽ in ra trên LCD dòng 1 là LCD pussy, có nghĩa là hiển thị đồng hồ trên LCD. Thì đồng hồ
Đây là biến của giờ, đây là biến của phút và đây là của giây. Em cho họ đi lấy thời gian đếm là 25 mili giây. Cầm bay thì chương trình không có lỗi. Tiếp theo là phần mô phỏng. Để chỉnh cho thời gian đến nhanh hơn thì chỉnh phần delay sẽ nhanh hơn một xíu. Đó, và đó là cái phần mô phỏng của em.